Bài hát tiếp theo con xin được tặng đến cô chú chị một ca khúc khá là mới mẻ đó với con. Đó là ca khúc được mang tên Tình Thôi Xa Xa của chị Bảo Trân. Trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi. Yeah.
Anh không dọa anh đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.